Xin chào các bạn. Để tiếp tục series video 5 phút học khai lâm sàng, trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một tình huống liên quan đến ung thư dạ dày với nội dung như sau. Một người đàn ông 65 tuổi đến phòng khám vì đau bụng, buồn nôn, thỉnh thoảng có nôn ói trong 6 tháng qua. Đau thượng vị, âm ỉ, dai dẳng và không lan, không liên quan đến đồ ăn hay thức uống. Ông không khó nuốt, nôn ra máu, tiêu phân đen hay tiêu chảy. Bệnh nhân cho là ông có sụt cân gần đây. Ông di cư từ Trung Quốc sang Mỹ 20 năm qua, nhưng thường xuyên về Trung Quốc thăm gia đình. Tiền sử không ghi nhận bất thường, bệnh nhân không hút thuốc lá, uống rượu hay sử dụng chất. Khám nhiệt độ 36,9 độ C, huyết áp 110 trên 78 mm thủy ngân, mạch 78 lần trên phút, nhịp thở 16 lần trên phút, BMI 20 kg trên mét vuông, nghe tim phổi bình thường, ấn đau nhẹ vùng thượng vị, không chướng, gan to, nhu động ruột bình thường, kết quả xét nghiệm như sau. Về tổng phân tích tế bào máu, hemoglobin là 7.8, NCV là 72. Ở đây có tình trạng thiếu máu hồng cầu nhỏ. Tiểu cầu là 380.000, bạch cầu là 8.100, trong đó neutral 60%, eosin 1% và lympho là 29%. Xét nghiệm chức năng gan có bilirubin toàn phần là 0.6, albumin là 2.8, ALB là 182, AST là 74, ALT là 64, lipase là 55. Lipase thì bình thường, ở đây có tình trạng tăng men gan và tăng ALB, cũng như là có hơi giảm phần albumin. Các chỉ số xét nghiệm một năm trước là bình thường. Câu hỏi tình huống đưa ra là nguyên nhân gây ra các triệu chứng ở bệnh nhân này. Với các phương án lựa chọn như sau: A. Viêm tụy mạng, B. Viêm gan do virus mạng, C. Loét tá tràng, D. Ung thư dạ dày và E. Nhiễm dung móc, F là ung thư tụy. Cái tiêu đề của tình huống thì chúng ta cũng đoán được cái phương án của tình huống này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cái tình huống này. Bệnh nhân này có những cái vấn đề là đau thượng vị dai dẳng, buồn nôn, nôn ói, sụt cân, thiếu máu hồng cầu nhỏ, biểu hiện thông qua cái xét nghiệm là hemoglobin là 7.8, NCV là 72, gợi ý là tình trạng thiếu máu thiếu sắt, khả năng cao là ung thư dạ dày. Nguy cơ cao nhất ở những người đến từ những cái vùng Đông Á, ví dụ như là bệnh nhân đến từ Trung Quốc nè, Đông Âu, do là cái chế độ ăn của những vùng này có chứa nhiều thực phẩm ớt muối và chứa thành phần là nitroso, gây tổn thương dạ dày và sinh ung thư. Các yếu tố nguy cơ khác của ung thư dạ dày ở đây được liệt kê đó là thiếu máu ác tính hay là thiếu máu do thiếu vitamin B12 dẫn đến thiếu máu hồng cầu to, nhiễm HB hoặc là hút thuốc lá. Về triệu chứng của ung thư dạ dày, hầu hết các trường hợp biểu hiện trong giai đoạn muộn khi mà khối u đã đủ lớn, làm đau thượng vị và sụt cân, bởi vì mạch máu trên khối u dễ vỡ và thường làm rò rỉ máu vào bên trong đường tiêu hóa trong lòng dạ dày, dẫn đến là bệnh nhân này phát triển cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Ngoài ra, di căn gan làm cho gan to, tăng ALB, tăng men gan và cái triệu chứng của suy gan như là giảm albumin máu, đó là phần lý giải tình huống trong cái lý giải cho cái ca mà tình huống đưa ra. Bước tiếp theo cần là nội soi thực quản dạ dày tá tràng để đánh giá và sinh thiết tổn thương nghi ngờ. Còn muốn phân độ khối u thì mình sẽ cho chụp CT scan để đánh giá di căn. Như vậy thì phương án của tình huống này là phương án D, ung thư dạ dày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các phương án còn lại. Đối với phương án A, viêm tụy mạng thường gây đau thượng vị, buồn nôn, nôn ói, nhưng đau thường lan ra sau lưng và đau tăng lên sau ăn. Hầu hết các trường hợp bệnh nhân có tiền sử uống rượu nhiều hay là lạm dụng rượu hoặc là bất thường cấu trúc tụy, còn gan to và thiếu máu hồng cầu nhỏ thì nó không phù hợp với phương án này. Đối với phương án B, viêm gan virus mạng có vùng dịch tễ ở châu Á và thường gây buồn nôn, sụt cân, tăng men gan nhẹ, tuy nhiên đau thượng vị, nôn ói và thiếu máu hồng cầu nhỏ là những cái triệu chứng không có phù hợp với phương án này. Phương án C, loét tá tràng thường gây đau thượng vị, buồn nôn, nôn ói. Khi loét gây tắc nghẽn đầu ra dạ dày, vị trí loét có thể gây dính làm tắc nghẽn đầu ra của phần tống xuất dạ dày. Tuy nhiên, đau thường xuất hiện 2 đến 5 giờ sau ăn khi mà axit được tiết ra nhưng mà không có thức ăn để làm hệ đệm cân bằng. Hơn thế nữa, gan to và tăng ALB cũng như men gan là không có phù hợp với phương án này. Phương án E là nhiễm dung móc. Nhiễm dung móc thì nó cũng gây đau bụng, buồn nôn, nôn ói, thiếu máu hồng cầu nhỏ do mất máu rỉ rả qua đường tiêu hóa mạn tính. Tuy nhiên, gan to và tăng ALB cũng như men gan là không thường gặp. Ngoài ra, hầu hết các trường hợp liên quan đến tăng bạch cầu eosinophil trên 7% hay là trên 500 tế bào trên milimét khối.
Cuối cùng phương án F là ung thư tụy, cũng thường biểu hiện là đau thượng vị, lan ra hông lưng, sụt cân, buồn nôn. Mặc dù là u đầu tụy có thể gây tắc nghẽn đường mật do dẫn và có thể dẫn đến là tăng men gan, tăng ALB, nhưng hầu hết các trường hợp nếu như mà tắc nghẽn được đường mật á, thì nó sẽ làm tăng bilirubin máu và gây vàng da trên bệnh nhân. Hơn thế nữa là thiếu máu hồng cầu nhỏ trên bệnh nhân lớn tuổi, mình sẽ nghĩ nhiều khả năng là do ung thư dạ dày hoặc ung thư đại tràng hơn là do ung thư tụy. Tổng kết tóm lại từ tình huống này, chúng ta đúc kết ra được ba vấn đề. Thứ nhất là ung thư dạ dày thường gặp ở những người đến từ những vùng Đông Á, Đông Âu và Nam Mỹ. Nhìn chung nó có biểu hiện đau thượng vị tiến triển, sụt cân, những cái mạch máu trên khối u dễ vỡ gây chảy máu vào đường tiêu hóa và dẫn đến thiếu máu thiếu sắt hay là thiếu máu hồng cầu nhỏ. Di căn gan làm cho gan to, tăng men gan và tăng ALB. Đó là phần đúc kết từ tình huống. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.